Chúng ta bây giờ hãy chia sẻ những cái thông tin liên quan tới Shiba Inu đi. Tại vì đây là một đồng mà các bạn thấy được là Tôi refresh để xem cái tình hình là bây giờ đã tăng 73% trong vòng 24 giờ qua và các bạn thấy được là trong cái thời gian là 7 ngày qua đã tăng 352% trong vòng 14 ngày qua hai tuần đã tăng 339% rồi thì các bạn thấy được đây là một cái đồng đó mà gần đây thôi mới có sự tăng trưởng chúng ta nhìn vào trong vòng hai tuần qua đi thì các bạn thấy được là hai tuần trước đó, đó thì tình hình là chúng ta thấy được đồng Shiba cái đồng này thì có quá nhiều số không thường sẽ đọc hết đơn giản là cái con số 3 cái con số đuôi thôi thì các bạn thấy được là tình hình đó là ngày 1 tây tháng 10 đó cách đây 6 ngày thì chúng ta thấy được là sáng ngày trước đây đầu tháng đó là 749 có như chúng ta chỉ đọc ba cái số cuối thôi Tại vì cái đồng này thì cái số tiền quá thấp Thì ba số cuối là 749 Nhưng mà đột ngột các bạn thấy được đã có những cái sự tăng trưởng Bắt đầu từ cái ngày đó cho đến bây giờ Bây giờ chúng ta thấy được là từ 700 mấy cho đến bây giờ chúng ta thấy được đã lên tới 3.181 rồi Con số tăng trưởng rất là mạnh Và tuy là tăng trưởng mạnh đó, chúng ta thấy được đồng này vẫn cách khá xa cái đỉnh cũ các bạn thấy được chúng ta zoom ra cái thời gian là một năm đi thì các bạn thấy được là cái đỉnh cao nhất của Shiba Inu đó là cái thời điểm là ngày 10 tây tháng 5 có nghĩa là chúng ta thấy được là tinh thần á thì ngày 10 tây tháng 5 là cái giá Shiba Inu là 3532 bây giờ giá Shiba Inu là 3180 thì cũng gần cái đỉnh cũ rồi các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng rất mạnh thì tại sao lại như vậy có phải là chúng ta thấy gần đây đó có cái thông tin là trong vòng 2 ngày liên tục đã có một cái cá voi ẩn thân nào đó mua tổng cộng là 6,3 triệu đồng C7 si hay là không. Thì cũng có thể, đây là cái thông tin mới nhất được chia sẻ là có thể là có ai đó thu mua đồng Shiba Inu dẫn đến là nhiều người FOMO và dẫn đến giá khả tăng trưởng mạnh hay là chúng ta nói tới là ngày 4 tây đó ngày 4 tây thì thường trở lại cho bạn xem coi là tình hình à, cách đây 7 ngày đi thì ngày 4 tây lúc đó đó giá cả vẫn còn à, ở bên dưới cái con số là 700 mấy 800 mấy như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình Điều zoom vào các bạn thấy rõ hơn nhưng mà sau ngày 4 tây thì như nào sau ngày 4 tây lại có sự tăng trưởng mạnh thì có phải là do cái bàn tay của Elon Musk hay là không tại vì Elon Musk đang hình một cái chú chó dẫn đến đồng Shiba Inu à, tăng hay không tại vì Elon Musk nói là cái con chó giống Shiba Inu đó của Elon Musk có tên là Fluky thì có phải đây là lý do hay không thì đương nhiên điều này cũng đã có thể tại là một đồng mà lúc mà có sự tăng trưởng nó cũng là một đồng mà vốn hóa thấp bây giờ đồng này đã là đồng đứng hạng thứ 12 các bạn thấy được là đã tăng trưởng rất là nhanh và nếu như mà thuận nói tới đồng này đó thì nhiều bạn sẽ liên tưởng tới một đồng đó chính là cái đồng Dogecoin nhưng mà thật ra đó khi mà nói tới Shiba Inu và Dogecoin đó, thì cũng không hẳn là hai đồng này giống nhau lắm đâu các bạn thấy là thuận sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của thuận những gì mà thuận biết được liên quan tới shiba inu để các bạn có thêm một thông tin mà thôi bản thân thuận thì không có đầu tư vào đồng shiba inu thuận chỉ có thể ban đến thông tin để các bạn có thể tự quyết định mà thôi tại vì đây là một trong những đề tài mà rất nhiều bạn comment ở dưới những cái video muốn thường chia sẻ thì nói tới shiba inu đó thì chúng ta thấy được đồng này là đồng mà có rất là nhiều con số chúng ta thấy được tổng cái số lượng nguồn cung của đồng này đó con số này đó nếu thượng đọc không lầm là một triệu tỷ một triệu tỷ đồng con số rất là nhiều và chúng ta được là bây giờ đó con số mà được lưu thông đó là khoảng phân nửa là khoảng 497 nghìn tỷ đồng Shiba Inu con số rất cao chúng ta sẽ không nói tới con số nhiều nữa mà thường sẽ chia sẻ phần trăm đi cho đơn giản thì cái số lượng thì bây giờ trên thị trường đó là chỉ có khoảng chừng là 50 phần trăm của tổng nguồn cung mà thôi 50 phần trăm còn lại đang nằm ở đâu đây là điều mình thường sẽ chia sẻ với các bạn Thì khi chúng ta nói tới đồng này đó Thì đương nhiên có một cái sự kiện mà thường nghĩ là nhiều người cũng đã nhớ đó Chính là sự kiện liên quan tới thay lại Buterin Nhưng mà trước khi chúng ta nói về điều này đó thường chia sẻ một số điều giống nhau và khác nhau Giữa đồng CB Inu và đồng Dogecoin Thì đồng CB Inu và đồng Dogecoin đã nhiều người Bây giờ cho là hệ nhà chó có nghĩa là những đồng mà các bạn đầu tư cho vui có nghĩa là những đồng meme coin đó thì đây cũng là một cái sự trùng hợp giữa cả hai và cả hai đều liên quan đến hình ảnh của những cái chú chó nhưng mà cái sự giống nhau đó tính đây thường nghĩ là cũng không có nhiều nữa tại vì ngoại trừ việc là cả hai đồng đều có sự nhúng tay vào của những người như là Elon Musk thì chúng thì các bạn thấy được đó là đồng Shiba Inu này là đồng mà được gây dựng vào tháng 8 năm 2020 và đồng này được gây lực, và đồng này được gây dựng đó bởi một người ẩn danh tên là Ryoshi và Điều mà chúng ta nên hiểu đó là đồng Dogecoin, đồng đồng đã được gây dựng cách đây lâu rồi, năm 2013 là ngày 6 tháng 12 năm 2013 bởi Bill Marcus và Jackson Palmer. Và có nghĩa là chúng ta thấy là hai người mà gây dựng ở đồng Dogecoin đó thì chúng ta hiểu là hai người này là có danh tánh và hai người này là không phải ứng danh như một cái người mà tạo ra Shiba Inu là ẩn danh Điều này có phải là tốt hay xấu thì kia cũng không tốt Cũng không xấu các bạn hiểu là Satoshi Nakamoto cũng ẩn danh Chứ đâu có cho người biết Satoshi là ai đâu Cho nên ẩn danh cũng không phải là xấu Ẩn danh nhiều khi là một cách để mà bảo vệ bản thân của mình Chúng ta thì được là sau đó đó Chúng ta sẽ nói tới là đồng um, Shiba Inu là một cái đồng mà được gây dựng ở trên mạng lưới của Ethereum, có nghĩa là dựa theo giao thức của Ethereum. Đây là một cái ERC20 token nhưng mà cái bạn thấy đồng Dogecoin đó là một đồng mà hệ thống à, liên quan đến Có thể hiểu đơn giản đó là đồng Litecoin là copy mã nguồn của đồng Bitcoin Sau đó thay đổi lại một chút Rồi đồng Dogecoin là copy mã nguồn của đồng Litecoin Thì hiểu đơn giản là cái công nghệ của Dogecoin cũng tương tự như là công nghệ của Litecoin và Bitcoin Trong khi cái sự hiện diện của Shiba Inu là dựa theo công nghệ của Ethereum đây là cái điểm khác nhau và kế tiếp nữa đó các bạn thấy được là chúng ta À, nhìn vào cái tài liệu là cái người mà phát hành ra cái đồng Dogecoin trước đây chúng ta nói đồng đồng Dogecoin thì cái nhà phát hành đó một trong hai người đó chính là Billy Marcus thì Billy Marcus đã nói gần đây trong một cuộc phỏng vấn đó là năm 2015 Billy Marcus đã bán tất cả những cái token của mình không chỉ riêng đồng Dogecoin mà còn nhiều đồng khác như là Billy Markets nói là trong đó có đồng Litecoin, có đồng Bitcoin nghĩa là năm 2015 đó Billy Markets đã bán hết tất cả crypto của mình để làm gì? Lúc đó, đó thì Billy Markets định bán đi mà mua một chiếc xe Honda Civic nhưng mà cuối cùng William Markets nói là không có mua chiếc Honda Civic tổng số tiền mà bán được thời điểm năm 2015 đó là khoảng 10.000 đô thì 10.000 đô đó cuối cùng đã không dùng để mà mua chiếc xe Honda Civic mà 10.000 đô đó cuối cùng đã dùng để mà trả cái chi phí mướn phòng thì các bạn thấy được đó một điều mà chúng ta nhận thấy được là bây giờ đó tổng số vốn hóa của công ty Honda chỉ có 54,52 tỷ mà thôi trong khi bây giờ tổng số vốn hóa của đồng đô đồ đã tới 86 tỷ rồi có nghĩa là Tổng số vốn hóa của Dogecoin đã còn cao hơn cả công ty Honda nữa Mà trong năm 2015 bán hết tất cả crypto của mình, được 10.000 đô mà Billy Marcus lại muốn dùng số tiền này để mà mua một chiếc xe Honda Civic thì các bạn thấy được là 10.000 đô đó từ năm 2015 tới bây giờ đã ra đáng giá bao nhiêu tiền rồi thì các bạn cứ tính đi rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình liên quan tới Shiba Inu đi thì cái tình hình liên quan Shiba Inu đó thì có một số những cái điểm rất là khác các bạn thấy được là chúng ta nói tới Shiba Inu đó khi trở lại các bạn thấy là có 1 triệu tỷ đồng Shiba Inu nhưng mà trên thị trường bây giờ chỉ còn có khoảng chừng là 50% mà thôi phân nửa mà thôi tại vì sao tại vì khi các bạn đưa cái con chuột qua cái dấu hỏi này các bạn thấy được là một con số lớn phân nửa cái số lượng đồng Shiba Inu này đó khi mà được tạo ra đã gửi tới cho và Thalic Buterin có nghĩa là và Buterin là người mà lưu trữ nhiều đồng Shiba Inu nhất nhưng mà đó có phải là thật sự gì hay không thì các bạn cũng nên nhớ là cái tiết không có lâu, các bạn thấy được là tình hình, uh, thường nhớ là khoảng chừng là hồi tháng 6, tháng 5 gì đó. Thì uh, lúc đó đó, và Talib Buterin đã sử dụng cái số lượng đồng Shiba Inu này rồi. Có nghĩa là khi mà đồng này tạo ra đó, thì tặng cho bà Talib Buterin là 50% của tổng số đồng Shiba Inu. Tại sao lại tặng? Thì uh, các bạn thấy được là điều này cũng không như là quá lạ. Rất là nhiều người biết cái địa chỉ ví của bà Talib Buterin thì khi mà tặng đồng cho bà Thaler Buterin á thì có nghĩa là giống như là tặng xong rồi nói là ngay cả bà Thaler cũng lưu trữ đồng của mình giống như là một cách để mà quảng bá đồng gì đó thường thì bà Thaler không có quan tâm đến nhưng mà đồng Shiba Inu này đó thì bà Thaler đã làm một điều đó chính là bà Thaler đã bán 10% 10% của cái số lượng tổng đồng Shiba Inu để các bạn hiểu rõ hơn là chúng ta nói là đồng Shiba Inu đi là 100% Bây giờ đó, bà Talik trong tay nắm 50%. Nhưng mà thời điểm hồi tháng 6 đó, thì 10% đó là bà Talik đã bán và dùng số tiền đó để mà quyên góp cho nhiều quỹ tư thiện. Trong đó là quyên góp tới cái quỹ để mà chống lại dịch bệnh ở Ấn Độ. Đúng ra Ấn Độ dịch bệnh rất là lớn. Và 10% đó là bao nhiêu tiền? Các bạn sẽ thấy được là 10% đó, đó nó tính theo cái trị giá bây giờ là 1,6 tỷ đô la. Đây là cái giao dịch từ bí của bà Talik để mà tặng cho cái nơi mà Uh, hỗ trợ chống lại dịch bệnh ở Ấn Độ là 10% của con số lưu đồng bạc của số tổng là 1,6 tỷ đô la Sau đó các bạn thấy được là cái số còn lại thì có phải là bà Thalit bán rồi nghỉ hưu hay không thì không phải Cái số còn lại đó có nghĩa là các bạn thấy được đây là cái số còn lại Thì cái số còn lại đó là khoảng 13,4 tỷ giá hiện tại 13,4 tỷ giá hiện tại Và Thalit đã gửi hết vào một trong những địa chỉ ví đây là một cái địa chỉ ví đốt đồng có nghĩa là các bạn thấy được là đây là cái địa chỉ ví mà đốt của Ethereum gửi vào đây là không có khóa cá nhân không ai lấy ra được hết có nghĩa là gửi vào để mà đốt thì các bạn thấy được là cái con số 13,4 tỷ đô la này đồng Shiba Inu, đã bị đốt đi có nghĩa là và lịch đã bán 10% để mà quyên góp còn cái số lượng còn lại đó tất cả đều đã bị đốt đi có nghĩa là bây giờ và lịch không có lưu trữ đồng Shiba Inu nào hết và điều này cũng có nghĩa là cái số lượng đồng Shiba Inu thì thị trường chỉ còn phân nửa mà thôi. Đó chính là con số các bạn thấy là 497.000 tỷ này. Thì nói tới đây đó, thì bây giờ chúng ta đã biết là Vitalik không phải là người lưu trữ nhiều đồng Shiba Inu bây giờ. Chứ đây là phải, bây giờ là không. Thì trên thị trường của Shiba Inu đó có những cá voi hay không? Thì đương nhiên là có. Đây là cái thống kê liên quan tới những địa chỉ ví nào lưu trữ nhiều đồng Shiba nhất. Thì các bạn thấy được là địa chỉ ví đầu tiên mà lưu trữ 44% đó là địa chỉ ví mà đốt đồng chúng ta mới vừa nói tới. Kế tiếp là các bạn thấy được là chúng ta có những cá voi Nhưng mà cái điều thú vị đây đó là những cá voi này lưu trữ cái số lượng là 7% Rồi 5%, rồi 4%, rồi 4%, rồi 3%, rồi 2% Chứ không có một con cá voi nào mà lưu trữ số lượng lớn như là 20%, 30% hết Mà các bạn thấy được là lưu trữ chia ra như vậy như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, có nghĩa là chúng ta không có một con cá voi lớn nào hết. Tuy nhiên, 7% của tổng số Shiba cũng là con số nhỏ, Như Mỹ ý thường muốn nói đây là chúng ta không có một con cá voi duy nhất nào mà thu tóm 20 30 50% số lượng của token. hiện bây giờ điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đồng Shiba Inu khác với lại đồng Dogecoin. Đồng Dogecoin đó thì cái xíu mà bây giờ là muốn trở thành một cái đồng dùng để thanh toán. Trước đây là sinh ra như là một trò đùa nhưng bây giờ muốn dùng để mình thanh toán. Nhưng mà Shiba Inu đó thì lại có những sự phát triển như là bây giờ các bạn thấy được là Shiba Inu đã à, sử dụng một phần đó một phần của con số Shiba Inu bây giờ trên thị trường đó là lóc lại để à, mà sử dụng ở trên Uniswap tổng cộng con số lượng lóc lại là khoảng 70 à, triệu tổng cộng thì bây giờ 70 triệu đồng tổng cộng bị lóc lại và các bạn thấy được đây là cái à, thông tin được chia sẻ bởi trang báo chính thức của Shiba Token.com có nghĩa là tổng số 100% phân nữa đưa cho Vitalik Buterin 10% quyên góp cho à, cây quỷ ở Ấn Độ Còn 40% một loại của Vitalik là đã đốt, nghĩa là 50% đã mất đi 50% còn lại đã được lưu trữ chia ra bởi nhiều người và một phần nên là đang được nạp vào ở trên Uniswap để mà cung cấp tính thanh khoản và sau đó nữa các bạn thấy được là chúng ta thấy đó là Cibinu sẽ có những cái tiến triển như là sẽ có một cái sàn phi tập có tên là Ciba và sau đó nữa là Ciba sẽ có những cái NFT. NFT bây giờ là một cái đề tài rất là nóng Và sẽ có NFT ở trên mạng lưới của ShibaSwap Mà chỉ có thể có được trên ShibaSwap mà thôi Đây là những cái thông tin dẫn đến là cái sự hào hứng đối với thị trường Nhưng mà ngược lại đồng Dogecoin thì không có những cái thông tin đó Đồng Dogecoin vẫn tiếp tục là một đồng dùng để thanh toán mà thôi Thì có phải là chúng ta nên uh, mua đồng Shiba Inu hơn là Doge Thì không phải như vậy Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cái điều các bạn cần phải suy nghĩ đến Khi mà chúng ta nói tới đó là đồng Shiba Inu này Tuy là đồng Shiba là một đồng mà nhiều người quan tâm đến bây giờ Là một đồng mà cũng có một cái lịch sử cũng khá là quay hùng Nhưng mà chúng ta thấy được là đồng Shiba Inu này Tuy là có nhiều cái sự tiến triển như là NFT Hay là chúng ta nói tới và Swap Nhưng mà cái điều các bạn nên hiểu đó Là Shiba Inu là một đồng rất là mới Cộng đồng rất mới so với lại cộng đồng uh, của Dogecoin. Dogecoin không đồng đã có từ năm 2013 và đã trải qua nhiều cái mùa tăng trưởng năm 2013 rồi tới năm 2017 rồi tới bây giờ các bạn thấy được cộng đồng Dogecoin không phải là một cái cộng đồng nhỏ mà là một cái cộng đồng rất là nhiều người và rất là nhiều người ủng hộ đồng Doge từ nhiều năm cho nên sức mạnh cộng đồng đó bây giờ thường cảm thấy là Shiba chưa chắc là cộng đồng bây giờ đã mạnh như là Doge. Doge là một cộng đồng mà đã trải qua nhiều năm đã có cái thử thách mà vẫn còn các bạn thấy được Shiba Inu thì chưa hẳn và thứ nhì nữa đó là tuy là đồng Shiba lên trên sàn Coinbase gần đây thôi có nghĩa là đồng Shiba Inu đó lên sàn Coinbase vào ngày 17 tháng 9 nghĩa là khoảng chừng là thời gian đó là khoảng 3 tuần trước thì đồng Shiba thì có khả năng là tiếp tục được lên những sàn như là sàn Robinhood vân vân thì đương nhiên cái sự tăng trưởng là điều mà nhiều người hy vọng khi mà lên thêm nhiều sàn nữa Nhưng mà một điều khác các bạn cần nên hiểu thì tuy là lên trên sàn Coinbase trong vòng 3 tuần thôi thì chúng ta vẫn có cái sự thông tin hạn chế Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào thì đây là tài liệu của Shiba Inu ở trên Coinbase thì chúng ta thấy được đồng này là bây giờ đồng mà có cái sự yêu thích đứng hạng thứ 13 Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tuy là trên Coinbase một cái thời gian ngắn Thì có thể là cái thông tin này vẫn chưa có chính xác lắm, dài hạn hơn thì sẽ chính xác hơn Nhưng mà tổng cái số lượng thời gian mà một người lưu trữ đồng Shiba Inu đó là khoảng chừng 11 ngày mà thôi con số này không có cao khi mà chúng ta so sánh với lại đồng Dogecoin đồng Dogecoin đó là đồng vẫn được yêu thích thứ bảy ở trên Coinbase và cái số lượng ngày lưu trữ đó được những người mà mua đó trên Coinbase thường là 55 ngày thì con số này cũng không phải là tất cả cũng không hay nói lên tất cả nhưng mà ít ra so sánh con số này thôi thì các bạn thấy được là cái số lượng thời gian mà một người trên Coinbase lưu trữ đồng Dogecoin trước khi mà di chuyển đó là gấp 5 lần so với lại cái số lượng ngày mà người ta lưu trữ đồng Shiba Inu ở trên Coinbase có nghĩa là sao có nghĩa là ít ra với cái tài liệu hạn chế bây giờ cũng cho thấy được là đồng Shiba Inu có thể là một đồng mà nhiều người chỉ là đi theo cái phong trào mà thôi khi mà có thông tin xấu đó là có thể là có rất nhiều người xả hàng chứ không giống như là đồng Dogecoin mà có những cái fan lâu năm và lưu trữ đồng Dogecoin à, vì bất cứ một cái lý do nào họ vẫn tiếp tục lưu trữ và đây là những cái suy nghĩ mà các bạn muốn thường chia sẻ Giống như là các bạn hỏi thường thì thường muốn chia sẻ những cái suy nghĩ cá nhân của mình mà thôi à, Các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn có thích đồng Dogecoin Hay là các bạn vẫn thích đồng Shiba Inu hơn Các bạn hãy comment ở bên dưới Bản thân thuận thì các bạn thấy được thường không có lưu trữ đồng Shiba Inu hiện bây giờ Nhưng mà thường muốn chia sẻ cả hai bên tốt và bên xấu với các bạn Để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình Nhưng mà nào mà hiểu thêm thông tin á Thì có thể để lại comment ở bên dưới để cho mọi người có thể nhìn thấy. Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn binance hay là các bạn có thể nhận được 5% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn ftx hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là sàn Moon xbt hay là các bạn có thể nhận được bonus cũng như là giảm 10% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Bybit trong tháng đầu tiên. Các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng nếu như các bạn tham gia vào sàn Bybit hay là sàn Moon XBT. Các bạn bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để có thể là đăng ký vào group nhận tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm hiểu ưu đại đến từ những cái partner khác như là sàn Asanix hay là sàn Namroy Global cũng như những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là Binance US Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu về ứng dụng lending có lại có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi và tìm hiểu và crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà bạn cũng đã biết Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn